hôm nay mình sẽ đi ăn món Nhật tại Thái Lan. Đây, một tô mì udon của anh Hùng. Rồi, tô của mình. Nhưng delicious lắm. Expensive lắm. Ông quê. Rồi, hai đứa đi thêm một tí hành. Với bột chiên giòn. Stop, let's eat. Okay. Mình có mua thêm một miếng thịt nè các bạn. Một miếng thịt chiên với một con tôm. Tôm lăn bột chiên. Ăn chung. Ngon lắm. Bây giờ chúng ta sắp đi Chiang Mai. Bắt đầu đi Chiang Mai cho nên chúng tôi phải ăn tối. Ngon. Ngon đó anh ơi. Cái tô của mì của mình á, nước rất là thơm. Còn của anh Huân á, cái vị nó na ná sao tới anh. Cái vị nó na ná với tôm dùm hả? Cái này nè. Đúng đúng rồi. Của anh cay mà cố Win không cay. Anh thích cay không? Video được, không thể quay phim được, cho nên chúng ta cần nuôi khách. Tại vì chỗ hơi nhỏ các bạn, cái không có đặt camera gì được hết trơn. Cái xong rồi thôi đi luôn. Đây là XL nhưng mà không có nhiều. Súp ngon. Đúng không? Món này ngon hơn bảo của mấy họ ở Việt Nam. Ở đây bán đồ Nhật ngon quá ha. Chiên giòn giòn giụm luôn nè. Là một miếng nè. Hôm nay chúng tôi đi vô rất nhiều cho nên là mỏ một chút. Bên đây có món không? Món không? What happened with me? Nhưng mà Siam Paragon rất là nhiều khách hàng các bạn. Đúng rồi.
Nhiều chưa nhỉ? Cái lượng khách rất là nhiều, rất là đông, ngày nào cũng đông hết á. Chứ không phải giống như những cái khác, hôm bữa mình đi cái gì ta? Cái gì quên nè? Thái Mino 25 hay 21 gì đó. Ít khách, không đông. Còn Tây à, mình đi mình thấy á, ngày nào cũng đông chứ. Ngon. Đa phần là khách du lịch. Ăn nó muốn ăn phát thải trước chúng ta đi chúng tôi đang ở Chiang Mai nhưng mà mình đau cũng là này phải không, cho nên không ăn được tại vì bát thái á các bạn hơi nhiều dầu mà hổm ngày bụng mình không tốt sợ lên xe có chuyện gì xong luôn. Anh ăn miếng này nè. Ừ, cảm ơn anh nhiều. Đó, đó. Đó, tôi muốn mày ở đây với ở thành phố Hồ Chí Minh anh thấy ở đâu ngon hơn? Ở đây không ngon hơn mà thật sự là ở Thái Lan là có rất là nhiều cửa hàng của Hàn Quốc ha. Đúng của, rồi. Của Nhật Bản chứ, của Nhật Bản nhiều hơn Hàn Quốc. Nhật Bản giống như 7-Eleven là cửa hàng tiện ích của Nhật, mình thấy ở đây là đặt luôn á, dày đặt luôn các bạn, hỏi đi một chút là thấy à. 7-Eleven ở mỗi nồi em ăn còn cảm thấy tốt không ạ? Nhà nắng này đi. Mày anh ăn mình cái này bao nhiêu, hình như là 40 bạc hay vậy. 40 bạc hả? Cái này hai cái hả, mỗi cái 40 bạc hay vậy em quên rồi. Expensive lắm khi chúng tôi mua một cái nguyên nướng nồi. Expensive lắm thôi, expensive lắm. Một cái này ngon, thêm bơm cái chứ các bạn nghĩ coi vấn đề mua cái miếng sầu riêng mà chỉ có một miếng một à, hôm bữa cũng đã ăn thử rồi, mình cũng đã biết cái vị nó rồi, thế bây giờ anh đòi ăn tiếp mà có một miếng chút à, mà đang giảm giá các bạn, thì cái miếng đó là cũng khoảng 400.000 đó mà có muối một à, rồi cái mình nói anh thôi anh ơi mắc lắm, thịt bán siêu lắm cho nên là thôi không mua đó, cái anh nhắc á thiệt mà mắc thiệt, ý là giảm rồi, hôm bữa là mình mua cái muối kia là một cái muối sầu riêng cái gì quên ta, thao giang hay gì á, cái gì sầu riêng bốn không hả, à cau dày
đúng rồi, Cao Giang. Làm hình như là nhiêu quên anh, 1080 đồng hay gì, 1080 bạc. Bây giờ thì nó còn một nửa giá, mà anh đòi ăn thôi, nói thôi mình ăn thử một lần thôi, expensive lắm. Ở đây cũng expensive lắm. Bông Nhật Bản ở Thái trăng luôn, tốt lắm. Really good, delicious. Mình nghĩ là tại vì Nhật á, Nhật ở Thái phát triển hơn là ở bên Việt Nam mình tất cả luôn nha. Mình thấy cửa hàng bán xe ô tô của Nhật nè, cửa hàng tiện ích của Nhật nè, quán bán món ăn Nhật rồi đồ Nhật ở đây rất là thịnh luôn, thịnh lắm, thịnh hơn bên Việt Nam mình nhiều. Nhưng mà hàng thì không thấy. Cô hàng Hàn Quốc cũng thấy hả? Thấy nhưng mà ít lắm. Nhật là phát triển. Có nhìn nhưng mà anh phải nói là Hàn Quốc họ không giàu như Nhật Bản, expensive lắm. Còn á, hôm nay các bạn mình đi á, cái mình mua đồ á, cái mình gặp một chị Việt Nam. Một chị Việt Nam này. Ngay chỗ mắt thiệt đó anh. Mình gặp cái chị Việt Nam. Đúng rồi. Ôi, chị dắt con chị đi mà tự nhiên á, nghe chị nói tiếng Việt á, cái quay qua nói chị chào chị, tự nhiên rồi cái quay qua chào luôn à, chứ không có biết gì hết trơn á, giống như phản xạ luôn á các bạn. Hồi đó mình không có, mình qua đây là chắc cũng gần 7-8 ngày rồi là không có nghe ai nói tiếng Việt hết, nhưng mà tự nhiên giờ nghe chị nói tiếng Việt cái quay qua chào gọn hơ luôn. Cái chị cười, chị cũng chào lại rồi chị dắt em bé đi, vui rất vui. Anh hy vọng mà chúng tôi có thể gặp một người Việt Nam ở Chiang Mai. Ok. Nói rồi. Rồi thôi giờ mình với bạn ảnh là chuẩn bị ra xe, chuẩn bị đi Chiang Mai. Chiang Mai thẳng tiến. See you soon. Bye các bạn. Oh.